Phan Thành xin kính chào quý khán thính giả của đài BUNTV 57.3. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Tài chánh và Địa ốc của chúng tôi với sự trở lại của chị Nguyễn Kim Thoa đến từ văn phòng Precious Beauty Mortgage. Bây giờ đã có chị Nguyễn Kim Thoa rồi, thì trước hết Thanh Thanh xin chào chị Nguyễn Kim Thoa và xin chị gửi lời chào đến khán giả. Kim Thoa xin thân ái kính chào tái ngộ toàn thể quý khán thính giả của đài. Chào Thanh Thanh. Dạ vâng. Và kính thưa quý vị một lần nữa là chương trình Tài chánh và Địa ốc cùng với lại chị Nguyễn Kim Thoa đến từ văn phòng Precious Beauty Mortgage là đến với quý vị mỗi hàng tháng 2 lần vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 của mỗi hàng tháng. Cho nên là ngày hôm nay là chị Nguyễn Kim Thoa sẽ trở lại với chúng ta với một cái đề tài mà Thanh Thanh nghĩ là khá có thể là có một số quý vị chúng ta là hơi nhầm lẫn một chút xíu, đó là inspection và appraisal. Là hai cái món đó là quý vị có thể khi mà chúng ta mua nhà là chúng ta nghe hai cái chữ đó rất là quen thuộc, có đúng không ạ? Nhưng mà để mà chính xác, để mà chúng ta hiểu được cái chữ inspection là gì và cái appraisal là gì, thì ngày hôm nay chị Nguyễn Kim Thoa ở đây là Thanh Thanh phải lợi dụng cái cơ hội này để mà hỏi chị. Thế vậy là cái inspection và cái appraisal Thanh Thanh thấy nó giống, rất là giống nhau. Thì không biết là theo chị thì chị là một chuyên viên, thì chị giải thích như thế nào về cái sự nhầm lẫn đó của có một số rất là nhiều quý vị đã gửi email lên trên đài và hỏi như vậy, là inspection là gì và appraisal là gì? Dạ, kính thưa quý khán thính giả cũng giống như Thanh Thanh, đúng giống như câu hỏi mà Thanh Thanh nói là không những mà gửi email về đài mà là mỗi lần mà mua nhà hay là quý có nhiều quý vị khán thính giả nghe đài cứ gọi vô hỏi tại sao inspection lại khác với appraisal, rồi mọi người nói định giá, người ta định giá nhà tôi rồi, đủ rồi, hay là hoặc là tôi làm rồi, hồi lúc tôi mới mua tôi làm rồi, tại sao giờ còn bỏ tiền để làm cái appraisal nữa là gì? Đúng rồi. Dạ, kính thưa quý vị, cái inspection với cái appraisal hai cái là hoàn toàn khác nhau. Inspection là dùng cho về real estate, nghĩa là khi quý vị đi mua nhà cửa, nhà mới cũng như nhà cũ, thì thường thường nếu mà nhà mới thì có thể có nhiều khi quý vị làm có nhiều khoảng 80% những quý vị đi mua nhà mới thì không có cần làm inspection, không phải là không có cần. Người nào kỹ thì đều muốn cái inspection hết. Cái inspection là mướn một người có license để và họ vì họ có license, họ có học nên là để mà check một cái nhà gồm có những cái món gì cần phải check, thì cái người inspection, cái người inspector, cái người mà làm inspection mình gọi là người inspector. Thì cái người đó họ mới tới cái nhà đó để họ có một cái list để mà go đi qua từng một và họ check, họ có cái máy để đo ở cái phần nào và họ sẽ report vào cái bản report của họ để họ đưa cho mình. Thì khi mua nhà thì quý vị mới cần cái người inspector và mình mới cần làm cái inspection. Nhưng mà lặp lại là cái nhà mới là đôi khi khoảng 80% mọi người đi mua nhà lại không có cần cho cái inspection. Tại sao? Tại vì cái inspection của họ ra thì họ đôi khi nhà mới mọi người nghĩ là builder họ có warranty của họ trong vòng một năm đầu, hay là trong có nhiều cái một năm, hai năm, và có những cái foundation thì lên tới 10 năm. Nên khi quý vị mua nhà mới nổi trong một cái năm đầu tiên, nếu mà chuyện gì xảy ra trong nhà mình sẽ biết liền, thì mình có builder tới sửa cho mình, thì quý vị cảm thấy là mình an tâm nên không có cần gọi inspector. Nhưng mà 20% còn lại của những quý vị mua nhà mới, họ vẫn lo âu là không biết là cái người builder họ có làm đúng làm tròn bổn phận của họ không, hay là thiếu cái này thiếu cái kia, thì họ vẫn kêu cái người inspection lại để check cho họ trước khi mà họ đi close cái nhà, họ lấy cái nhà. Nên là cái inspection là chỉ sử dụng cho lúc mà mình mua được căn nhà, mình cần phải check lại coi cái nhà đó có ok cho mình để mua hay không. Chẳng hạn nếu mà mình inspection á, thì cái bản report đó khoảng chừng
300 cho tới 450 của một người inspector để làm. Thì nếu mà đôi khi mình nghĩ ok, bằng mắt thường mình thấy mình cũng ok rồi, mình muốn save lại cái 350 đó tới 300 đến 450 đó, mình nghĩ mình save được. Nhưng mà không may cho mình, nếu mà mình về cái nhà cũ đi, nó có hư cái gì mà cái đó nặng tới 2-3 ngàn, thì cái tiền mà mình save nó không có nghĩa lý gì với cái tiền mà mình phải sửa cho cái nhà đó. Nên khi mà mua nhà cũ thì mọi người nên dùng cái người inspector để inspection cái nhà mình, để mình còn thương lượng lại với người bán coi có sửa những cái thứ hư đó hay không. Tại vì mình mua rồi thì mình không có thương lượng với ai được hết. Còn hoặc là nếu mà mình cảm thấy hư nặng quá thì mình nên chẩu, nghĩa là mình nên dọ để mà mình đi kiếm cái chỗ khác mình mua. Đúng là mình sẽ mất tiền vào cái lúc mà mình làm inspection, là tại vì nếu mà mình lòi ra cái gì đó không có đúng, hay là mình đã cảm thấy sợ quá mình bỏ, thì quý vị mất 300 tới 450 ngay đó rồi. Rồi khi mà viết contract thì quý vị có cũng xin họ người cái người bán cho mình 10 ngày để mình vào mình inspection cái nhà của họ. Thì cái 10 ngày đó quý tùy theo lúc mà giữa người buyer với cái người seller, là người mua với người bán, họ hợp đồng như thế nào, có thể trả 100 đồng hay có thể trả 1% của cái sale price, hay là tùy theo là 250, 200, tùy theo cái nhà lớn nhỏ. Nên là quý vị có thể bị mất thêm cái phần option fee nữa. Nhưng mà thà mình mất còn hơn là mình phải lãnh một cái nhà mà hư về nhà rồi mình sửa, nó không tính trăm nữa mà tính lên tới bạc ngàn. Nên that's why mà khi mà mua nhà thì quý vị mua, nhất là mua nhà cũ, thì quý vị nên có một cái người inspection để check cho mình cái nhà, để cho mình cảm thấy yên tâm hơn. Giống như là cái inspection này mình bỏ 300 cho tới 450 ra để mình mua cái yên tâm. Để mình mua cái yên tâm. Đúng rồi. Khi mà mình mua một căn nhà cũ, nhưng mà như chị Kim Thoa nói là nếu mình mua nhà mới thì cái mức độ mà mình có làm gọi là inspection, giống như là mình kiểm tra. Đúng rồi. Kiểm tra cái căn nhà, xem coi foundation nó còn good hay không, rồi ống nước, plumbing, rồi những cái họ có cái bảng họ check tới từ thứ ổ điện, rồi tới cái máy rửa chén, rồi cái lò, từng thứ họ có một cái list trong cái nhà để họ tìm ra hết và họ để vào cái bản report để cho mình đọc, để mình nếu mà quý vị không có trong nghề thì có thể quý vị rất là khó hiểu. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà quý vị mua thì có một người agent mà đại diện cho quý vị, những người agent thì họ có kinh nghiệm để đọc về những cái bản đó, thì quý vị có thể nhờ cái người agent dịch ra cho mình, chỉ dẫn mình nếu mà cái nào quan trọng thì mình còn kịp thời để thương lượng với người bán tiếp tục sửa cho mình cho hoàn thành hoặc những là cái giảm giá bớt hoặc là mình, giảm giá không? Hoặc là nặng quá thì mình có quyền từ chối để mình tìm cái nhà khác đỡ bệnh hơn. Đúng rồi. Nên chỉ cái inspection là cho cái việc kiểm tra nhà, dùng cái từ Việt Nam giống như Thanh nói. Còn cái appraisal thì không có. Khoan chị, mình khoan không bước qua appraisal. Bắt dừng lại đây. Thanh có một câu hỏi liên quan về inspection, quý vị, là làm như thế nào để mình có thể kiếm ra được một người inspector tốt? Thật ra nếu mà mình nói cái người nào tốt hay là không tốt thì mình cũng khó mà nói được lắm. Giống như mọi người có license làm về cái đó thì họ có một, họ điều, tại vì họ có cái license trong cái tiểu bang Texas của mình, thì họ có những cái mẫu của họ, họ có cái form, những cái gì họ cần phải làm thì họ, mọi người đều đi giống vậy như từng bước giống vậy. Nếu mà chị nói như vậy là coi như mình đặt hết cái sự tín nhiệm của mình cho cái người inspector rồi, đúng không chị? Đúng. Đó nếu là... mà cái người inspector, thí dụ mà họ làm cẩu thả, thí dụ như vậy đi. Đúng. Thì làm cái đó... sao mà mình có thể biết được, bởi vì người mua nhà họ không có chuyên môn. Đúng vậy, thì dĩ nhiên khi mà làm thì đôi khi cũng có mistake, giống như bác sĩ cũng vậy. Và giỏi hay không, đôi khi mình cũng có một cái mistake. That's why mà mấy cái anh làm về inspector, khi mà nói chuyện với họ, họ nói là cái sự mà gây gỗ hay là sự thưa kiện, nhất là ở bên phía của những agent người Mỹ, cái chuyện mà người inspector bị thưa kiện là chuyện rất là bình thường của họ. Tại vì that's why mà khi mà mình làm cái inspection đó, quý vị, cái người inspector lúc nào cũng có một cái câu nói trước là vào ngày này, tháng này tôi có check cái nhà này, là những cái thứ này
vẫn còn working. Uh-huh. Yeah. Thì họ chỉ biết được vào lúc đó thôi. Rồi xong rồi sau đó mình làm cái loan, một tháng sau mình mua cái nhà và mình vô cái nhà của mình, cái máy nước nước nóng nó bị hư, nó bị leak. Thì không thể đổ thừa cho cái người inspector được, là tại vì thời gian, cái bệnh cũng vậy. Mình hôm nay mình không bệnh chứ ngày mai mình có thể mình phát giác ra cái bệnh. Nên trong cái giấy tờ của inspector để họ để rất là rõ ràng. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng đôi khi giống như Thanh Thanh nói, cũng có rất nhiều người appraisal họ ẩu, họ có thể làm sai trong cái report thì cũng có khi. Nên á, là khi mà làm cái inspection á, thì giống như Kim Thoa cũng nói là lúc nào cũng có một người agent. Cái người agent đó họ làm bằng cái kinh nghiệm của họ, họ có những cái connection cũng những người good họ có thể giới thiệu cho quý vị, mà giống như là mình có thể an tâm và tin tưởng. Đó là cũng là một trong những người mà mình phải trust. Yeah. Bởi vì thực ra Thanh Thanh nghĩ là chẳng lẽ bây giờ nhiều khi mình suy nghĩ mình kêu một người rồi mình cũng không yên tâm, lại mình phải kêu một người nữa hay sao? Thì một người nữa thì lại mình phải tốn thêm một cái số tiền nữa, coi như tính ra hai người là gần cả ngàn đô. Yeah. Để mà chỉ có inspect một cái căn nhà thì cái câu nói Thanh Thanh rất là hay. Cũng có nhiều người Mỹ khi mà họ inspection ra họ cảm thấy là có nhiều người họ rất là giỏi, họ nhìn vô họ có confident. Đúng rồi, họ có cảm giác là cái chỗ đó bị hư, nhưng mà người inspector cũng không có thấy không được hả? Thì họ có thể làm cái second opinion. Thì cũng giống như là một người bác sĩ cũng vậy, đôi khi mà khám bệnh mà đã khám phá ra bệnh ung thư rồi, đôi khi mình phải mình phải đi một cái second opinion để mà cho mình cái quyết định cẩn thận hơn. Đúng còn rồi. Bình thường thì mình có thể trust vào cái report đó là được rồi. Vâng. Yeah. Vâng, và kính thưa quý vị, đó là chương trình phần 1 của chương trình Tài chánh và Đế ốc cùng với lại chị Nguyễn Kim Thoa đến từ văn phòng Prestige Realty and Mortgage. Và bây giờ để bước ra phần 2 đó thì kính thưa quý vị, như thường lệ thì số điện thoại là 713-429-4046. Thanh Thanh cũng như là chị Nguyễn Kim Thoa cùng với chương trình Tài chánh và Đế ốc xin mời quý vị gọi vào với cái số điện thoại một lần nữa là 713-429-4046 để mà quý vị có thể đặt bất cứ câu hỏi nào liên quan về tài chánh, đế ốc, vay mượn tiền, cũng như là mua bán nhà cửa như thế nào ra sao, và thời buổi này cái tài chánh nó như thế nào khi mà mượn một cái số tiền, nếu chẳng hạn như chúng ta không có tín dụng thì chúng ta làm như thế nào để có thể mua được một căn nhà mà vừa túi tiền của chúng ta. Thì ngay giờ phút này đây quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào, và chị Nguyễn Kim Thoa đang có ở đây. Thì trong khi mà chờ đợi quý vị gọi vào thì Thanh Thanh sẽ tiếp tục với cái phần vừa rồi là kiểm tra vẫn chưa qua appraisal đâu quý vị, bởi vì cái khu kiểm tra này mình vẫn chưa xong. Thì như Thanh Thanh nói là nếu mà như vậy thì đương nhiên đồng ý là mình có thể mình kêu hai người hoặc ba người hay bất cứ có thể nhiều hơn nữa của những người tới người ta kiểm tra căn nhà cho mình. Nhưng mà đối với Thanh Thanh nghĩ là thay vì mình phải làm chi mà mình phải tốn tiền như vậy, tại vì những cái đó là tiền túi của mình phải bỏ ra. Đúng rồi. Thì giờ không biết là văn phòng của chị có giới thiệu những người làm inspector hay không? Yeah, dĩ nhiên khi mà mình làm trong nghề thì mình sẽ có được biết được rất nhiều người làm về inspector, và từ có nhiều khi từ những người khách của mình họ tự tìm ra, hoặc là những người mình làm lâu năm rồi thì họ có thể họ gửi cái resume của họ về cho mình để mình biết được cái kiến thức của họ trong bao lâu trong nghề thì mình có thể tin tưởng. Thì khi mà mình giới thiệu cho khách thì mình cũng phải tìm ra một cái người mà ít nhất là mình cảm thấy an tâm cho khách của mình. Tại vì mình là agent của khách của mình cũng phải có nhiệm vụ phải protect, phải giúp cho khách của mình. Nên dĩ nhiên là bất cứ công ty nào, một người agent nào thì cũng có biết được một vài những cái người inspector và có thể giúp cho quý vị được. Nên là không có đến nỗi mà giống như Thanh Thanh cứ phải lo mà kêu chừng 10 người là một hồi xong hết tiền closing cost. Dạ. Tới lúc mua căn nhà là thay vì mua có 100 ngàn, bây giờ thành ra 100 mấy nhiều lắm ngàn là luôn, chỉ cần không? Cái người thứ hai là đúng mình rồi. Có thể biết được được cái bệnh trong nhà rồi. Dạ. Nên quý vị đừng có lo giống như Thanh Thanh nhiều quá. 350-400 là cũng nhiều lắm rồi quý vị. Nhiều lắm đó quý vị. Thời buổi này 400 đồng chúng ta có thể để dành được hai người inspector là coi như cả ngàn đô rồi. Và có nhiều quý vị mà lần đầu tiên mua nhà đó Thanh Thanh thì hay hỏi inspection thì ai trả vậy? Và thì cái inspection lúc nào không có bao giờ. Nói về địa ốc thì người ta hay nói là cái đó là một cái sự thương lượng, nhưng mà đặc biệt cái inspection fee, cái tiền inspection đó là quý vị, những người buyer là quý vị phải trả, không có
không có cách nào để hỏi người seller có thể trả cho quý vị cái inspection. Vì cái inspection là do mình mướn ra để mà check, kiểm tra cái nhà cho cái quyền lợi của người buyer. Nên là không bao giờ người seller trả cái đó cho quý vị. Nên là quý một lần nữa trên, giống như sẵn thôi ở trên trên on air thì có rất nhiều quý vị đã gọi vô hỏi tại sao phải trả tiền cho cái đó và tại sao người bán không có trả cho cái inspection fee. Đó là cái câu trả lời là tại vì họ kiểm tra cho cái quyền lợi của người buyer. Cái đó giống như là và người buyer là người kêu họ chứ không phải là người seller kêu họ. Tại vì người seller mà nghe cái ông buyer có inspection thì họ rất là sợ. Họ rất là sợ tại vì môi một hồi sẽ thấy bệnh. Nên là mà kêu họ trả tiền nữa thì chuyện đó sẽ không có thưa quý vị. Nên là không, cái inspection là lúc nào cũng là người buyer phải trả. Cái đó là giống như là một cái nhu cầu của cái người mua chứ không phải là cái nhu cầu của cái người bán. Dạ đúng. Thì bây giờ mình sẽ đi qua cái nhu cầu của người bán, mình xem thử coi là appraisal là cái gì nha quý vị. Coi như là tạm thời là chúng ta hiểu được cái inspection rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ qua appraisal. Thì cái câu hỏi đầu tiên là ai là cái người trả cái số tiền đó thì cái appraisal một lần nữa là định cũng giá đó đúng không ạ? Đúng rồi. Cái inspection thì gọi là hồi nãy Thanh Thanh nói là kiểm tra nhà. Còn cái appraisal là định giá theo tiếng Việt của mình. Là nhà băng cần, khi mà họ cho quý vị mượn tiền, họ cần biết là cái nhà quý vị mua có đúng giá hay không, hay là nhà của người ta chỉ có 100 ngàn mà mình mua 200 ngàn. Ông nhà băng ổng cho mình mượn một hồi, rủi mình có cái gì mình không trả, nhà băng bán lợi họ vẫn lỗ. Đó là tại sao mà lúc nào quý vị nào đi mượn tiền thì cũng phải làm cái appraisal. Không có làm sao quý vị tránh cho khỏi. Dù nhà cũ hay nhà mới hay đúng, bất cứ, nhà, bất cứ nói về mượn tiền để mua nhà thì không có cách nào để waive được cái appraisal. Trừ khi là cái vùng đó coi như là cái giá nhà rất là cao, có thể quý vị cũng được waive, nhưng mà cái phần trăm mà waive chỉ khoảng 2-5% là không có appraisal, nhưng mà họ vẫn có một cái review, là review cái vùng đó lại một lần nữa, make sure là cái phần thắng của nhà băng có vốn trong đó. Chẳng hạn như mấy cái khu mà Bel Air bảng đỏ thường thường mình hay nói, thì mấy cái khu đó lúc nào cũng lên giá hết thưa quý vị. Thí dụ quý vị mua cái nhà đó 500 ngàn mà quý vị down 200-300 ngàn thì có thể họ không cần làm cái appraisal. Nên không phải nói là lúc nào cũng phải, nhưng mà không, khi mà họ nói tôi không có cần appraisal không có nghĩa là quý vị không trả một đồng nào có appraisal. Họ vẫn có một cái appraisal review là họ có thể check từ trên internet, họ có thể có một cái confirm về cái ý kiến của họ. Và họ, thay vì quý vị phải trả cho cái appraisal 450-550 thì quý vị có thể chỉ trả cho cái review fee đó khoảng 100-150 hoặc 250 tùy theo cái người lender, là cái người nhà băng cho mình mượn. Nên cái appraisal là cái định giá nhà, và nhà băng là người lúc nào cũng đòi hỏi cái đó. Và ai là người trả cái đó phải không? Hồi nãy Thanh Thanh hỏi cái người trả cho cái appraisal là người buyer, cũng mà là người mua. Dạ, nhưng mà khi mà đi mượn loan thì người ta gọi là người borrow, là người mượn cái loan. Thì một lần nữa người mua lại phải xuất túi để trả cho cái đó. Và cái appraisal không có nghĩa là lúc nào quý vị cũng phải trả. Cái inspection thì nếu mà mình cẩn thận, mình nói là gần như một cuộc mua bán nhà cũ thì gần như là 95%-97% quý vị phải làm appraisal, phải làm inspection. Nhưng mà ngược lại appraisal có khi có khi không. Là nghĩa là có thể nhà băng waive cho quý vị, hoặc là những quý vị nào mua trả cash, mình không có cần đi qua ông nhà băng thì tất nhiên mình không có tốn tiền appraisal. Nói chung là cái gì mà có dính dáng kẻ thứ ba vô là câu chuyện nó sẽ khó khăn hơn quý vị. Nên cái appraisal là có khi trả tiền, có khi không có bị trả tiền. Còn cái inspection là lúc nào các ông buyer ông cũng phải trả. Vậy thì tại sao chị? Tức là nhà băng thông thường thì Thanh Thanh biết là họ sẽ nắm cái cán, họ không có nắm cái lưỡi đâu. Đúng rồi. Thì tại sao mà họ có thể họ cho mình miễn cái phần appraisal đó? Là tại vì cái khu đó họ phải make sure là cái khu đó có giá trị. Và khi mà làm trong nghề thì quý vị sẽ biết cái vùng đó nó always nó đi lên chứ không có đi xuống. Mà plus là cái người khách của mình đau nhiều hoặc là cái credit score rất là strong thì đó là những cái yếu tố mà có thể làm cho nhà băng định được là cái nhà này có thể waive
cho cái appraisal. Nhưng mà một lần nữa là nói là waive không có nghĩa là không có làm, mà là họ cũng review, nhưng có điều cái fee của review nó rẻ hơn là cái tiền appraisal. Tại vì appraisal là nhà băng chỉ định một cái appraisal company, chọn một cái người chạy ra cái nhà đó và phải chụp hình, phải so sánh với những cái nhà ở trong neighborhood, thưa quý vị, rồi mới tính toán ra từng square feet của cái nhà, cái khu đó, mỗi cái square feet là trị giá bao nhiêu, rồi họ mới nhân lên, họ phân tích rất là kỹ. Nếu quý vị nào mà có mua nhà qua, nhìn thấy được cái appraisal, quý vị sẽ, nếu mà mình không có trong ngành á, thì mình đọc mình sẽ cảm thấy nó rất là rối nùi, tại vì rất là nhiều cách phân tích của họ. Không phải là chị nói là nhà băng họ sẽ gửi người ra. Dạ. Nhà băng gửi cái người mà họ tin tưởng ra, và người trả tiền là người mượn tiền. Đây là nó không giống như inspection, đúng không? Inspection thì mình có thể lựa chọn cái người mình, mình có cái quyền lựa chọn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà khi thì thật ra thì cũng đúng thôi, quý vị, mình mượn tiền của họ mà. Dạ. Thì khi mà quý vị mua nhà thì mình có cảm thấy mình hơi oan ức, nhưng mà là tại vì mình không có tiền thì mình không được quyền nói. Cái đó là bị vào thế kẹt rồi chị. Dạ. Là nghĩa là nhà băng họ sẽ dùng cái người, cái một cái văn phòng luật sư để viết giấy tờ để cho mình ký tên ngày closing, thì cái người luật sư đó là do nhà băng làm việc chung và tin tưởng họ để viết cái mấy cái giấy tờ, và ai là người trả tiền, người mượn tiền trả tiền. Vậy là chị nói luôn cái giá tiền nó sẽ bao nhiêu? Cho cái appraisal. Cái appraisal á thì cũng tùy theo cái lender họ dùng cái hãng nào, nhưng mà cái appraisal hiện giờ thì khoảng từ 450 tới 550, thưa quý vị. Wow. Dạ. Nên á là khi mà nhà băng chỉ thị cái người nào ra thì họ là người chọn. Ngày xưa đó, lúc mà kinh tế dễ dàng, mua nhà, quý vị mua nhà dễ dàng á, thì họ cho cái người loan officer một cái hãng, cho cái hãng mà làm loan, chẳng hạn như cái công ty của Kim Thoa, mình cũng làm việc chung với những người appraisal mà mình biết, thì mình có thể dùng cái người của mình làm appraisal, họ cũng có license, họ nộp về, rồi mình gửi cái appraisal đó về nhà băng để cho họ biết là cái nhà này khách của tôi mua vậy. Nhưng mà sau khi mà kinh tế bắt đầu đi xuống, địa ốc bắt đầu khủng hoảng, bị bankruptcy nhiều, thì nhà băng mới học được một bài học là những cái công ty làm loan đó, có nhiều công ty họ đã lợi dụng cái sự tin tưởng đó, họ coi như là họ gạt nhà băng. Chẳng hạn như cái nhà đó chỉ có 100.000 đi, họ có thể cấu kết với cái người appraisal để định giá là 200.000, rồi cái người đi mua đao chỉ có 100, có chẳng khoảng giống như 5%, chỉ có khoảng mấy ngàn thôi, rồi xong sau đó cái người mua mới bán, ấy cái người bán mới bán cho người mua, người bán lấy được một ít tiền, rồi xong họ chia lại. Cái đó là những cái kỹ thuật mà sau này nhà băng mới học được một bài học. Và từ ngày họ học được bài học thì coi như là mình rất là khổ, là nghĩa là mình không có chọn lựa. Nghĩa là ngày xưa mình có thể chọn lựa cái người của mình, rồi cái người nào làm rẻ cho khách của mình. Bây giờ thì nhà băng nói là của tôi hả? Là phải bao nhiêu đó, là phải bao nhiêu đó, không có trả giá. Nên còn nếu mà chị nói một cái giá tiền mà gọi là giá tiền mà nếu mà họ không có, họ quay cho mình đó, họ miễn cho mình cái phần appraisal đó, thì là bao nhiêu tiền? Tùy theo nhà băng, Thanh, có nhiều khi là khoảng 150, rồi có khi mà review họ cũng có cái mức độ cao hay thấp, thí dụ mà review chỉ sơ sơ thôi, hay là cần thêm cái, tại vì khi mà làm cái appraisal nó có từng bước, nó cần mình review cho cái gì, thì nếu mà càng nhiều thứ thì nó lên, nhưng mà ít nhất thì cũng khoảng 100, 150 cho tới 250 là cho cái review fee của những người ở nhà băng. Yeah, nhưng mà cái đó vẫn nhẹ tội hơn là mình phải trả 450 tới 550, thưa quý vị. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Nên nó là để cho quý vị coi như là hiểu được cái gì là inspection và cái gì là appraisal. Thì appraisal, một lần nữa là nếu mà quý vị mua tiền mặt mà quý vị cảm thấy mình mua cái nhà này là đúng giá, sau khi nói chuyện với cái người agent của mình, họ có kinh nghiệm, thì quý vị có thể an tâm, không cần làm appraisal cũng không sao. Tại vì tiền mặt là tiền của quý vị bỏ ra, thì không có ai có quyền hỏi quý vị làm cái appraisal. Nhưng mà còn ngược lại, cái inspection, nếu quý vị mua nhà cũ, thì Kim Thoa là một người agent, một người làm về cái ngành địa ốc, thì Kim Thoa thật lòng là coi như là advice, là giống như có một cái lời khuyên cho quý vị là nên làm cái inspection. Tại vì cái một hai mấy trăm của mình save có thể là không có xứng đáng nếu chuyện gì xảy ra trong cái nhà của quý vị mua sau này. Đúng rồi. Yeah.
Đúng rồi, nếu mà mình so với cái giá trị của một cái căn nhà ít nhất tối thiểu mình cũng mua khoảng 100 ngàn đi. Dạ. Mà so với 300-400 thì Thanh Thanh nghĩ là đó là một cái giá, không có một đáng. Cái số tiền không có đáng để mà chúng ta để dành. Thí dụ như mình nói mua một món hàng mà 1.000 đô thôi, mình 300-400 thì mình thấy nó hơi nhức nhối. Nhưng mà nếu mà mua cả 100 ngàn mà chỉ có 300-400 thì Thanh Thanh nghĩ đó là một cái số tiền mình mua cái sự an tâm của mình. Cũng như là khi mà mình mua bất cứ những cái gì mà mình có cái sự an tâm thì mình cũng yên tâm hơn ở trong căn nhà đó. Mình không sợ là hình như chị Kim Thoa nói là ngày hôm nay không có bệnh nhưng mà đâu biết được ngày mai có bệnh không quý vị. Vâng, và kính thưa quý vị là rất tiếc là chúng tôi cũng đã hết giờ rồi. Thì bây giờ Thanh Thanh xin cảm ơn chị Nguyễn Kim Thoa đã đến đây để trình bày với chúng ta về hai cái chữ rất là đơn giản, inspection và appraisal, nhưng mà rất là có những cái móc ngoắc ở trong đó. Và bây giờ thì chúng tôi thật sự không còn thời gian nữa. Thanh Thanh xin kính chào chị Nguyễn Kim Thoa và xin chị gửi lời chào đến khán giả. Dạ, Kim Thoa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong vòng 30 phút vừa qua cùng với Thanh Thanh và Kim Thoa. Kim Thoa rất mong là sẽ gặp lại quý vị khán thính giả với những cái câu hỏi kế tiếp, hoặc là gửi về đài, hoặc là email, hoặc là gọi vào trong chương trình để Kim Thoa có nhiều cái topic để gửi cho quý vị vào những chương trình kỳ tới. Một lần nữa Kim Thoa thành thật cảm ơn, kính chúc quý vị có một buổi tối thật là an lành và bình yên. Xin kính chào. Chào Thanh Thanh. Xin chào chị Nguyễn Kim Thoa và xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tài Chánh và Địa Ốc của chúng tôi cùng với là chị Nguyễn Kim Thoa vào cái tối ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị.